Vụ xếp tro cốt trong giỏ nhựa nghi là của người mất vì Covid-19, cán bộ địa phương lên tiếng. Sáng ngày 6 tháng 8, mạng xã hội lan truyền câu chuyện một người mặc đồ liên quan lĩnh vực mai táng, hỏa táng, chở các hũ tro cốt người mất đi giao ở các khu phong tỏa. Số tro cốt được bỏ vào một giỏ nhựa, chở sau xe, khiến nhiều người cảm thấy thương xót. Facebooker này viết: ngang qua ngã tư Âu Cơ, Lạc Long Quân tự nhiên thấy một bạn shipper trong đồng phục trắng tinh, phía sau là một cần xé nhựa chất ba lớp hũ nhựa cốt hỏa thiêu. Thế là tò mò, thông chốt chạy theo, em ấy bỗng chạy chậm lại, móc điện thoại gọi cho ai đó. Thì ra em ấy đang chở 27 hũ cốt đi giao cho các gia đình không may có người chết trong dịch bệnh Covid-19 này. Bà già vội vắng tắt giới thiệu mà nghe rùng mình. Giờ nhà còn nó một mình ở đây thôi đó, đi cách ly hết rồi. Hôm trước hai hũ của ông bà nội nó mang về, giờ đã thờ tự gì được đâu, vẫn để tạm trong nhà. Nay tôi dẫn nó ra nhận thêm hai hũ này nữa, cha mẹ nó đó, chắc mang vô tạm rồi sau dịch tính tiếp. Chiều ngày 6 tháng 8, Tuổi Trẻ Online đã liên hệ với chủ cơ sở mai táng có người giao tro cốt trong bài viết nói trên để tìm hiểu sự việc. Người giao tro cốt là đứa em của tôi. Tôi thấy sự việc trên mạng xã hội thì hỏi lại và được kể lại rằng có một người giao ga chụp hình rồi bỏ đi. Không hỏi chuyện gì, chỉ nói một câu, để cho mày nổi tiếng luôn. Người chủ cơ sở mai táng kể lại. Anh cũng cho biết thêm, số hũ tro cốt được giao chỉ khoảng 10 hũ, không có chuyện 27 hũ như người này đăng tin. Đồng thời, 10 hũ này giao trên địa bàn nhiều quận như quận 11, quận Tân Bình, quận Tân Phú, quận 6, chứ không riêng gì phường Phú Trung, quận Tân Phú như bài đăng nói. Bà Lê Thị Tuyết Nhung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phú Trung, quận Tân Phú cho biết, đã nắm sự việc trên, đồng thời khẳng định phường không có hẻm 42 Âu Cơ như bài viết trên đề cập. Mà trên địa bàn phường chỉ có một trường hợp mất vì bệnh tim tại hẻm 477 Âu Cơ. Người mất được giao cốt là bà Tôn Nữ Thị Tê, mất vì bệnh tim mạch. Bệnh viện đã hỏa táng và giao cho dịch vụ mai táng CDT giao tro cốt về. Bà Nhung cho biết thêm, thống kê trong tháng 7, phường không có người mất. Tháng 8 có 3 trường hợp, trong đó có 2 trường hợp mất vì Covid-19. Tuổi Trẻ Online trao đổi với anh Lân, chủ Facebook Lân Nguyễn Văn, có bài viết nói trên. Anh Lân cho biết, câu chuyện tôi đăng trên Facebook của tôi là câu chuyện tôi chứng kiến sao viết theo cảm xúc như thế. Tôi thật sự không ngờ bài viết có sức lan tỏa mạnh như vậy. Hôm qua, tôi chứng kiến câu chuyện sao kể vậy, tôi không hỏi thông tin của ai hết. Về hoàn cảnh thằng bé, tôi biết từ bà hàng xóm dẫn cháu bé ra ký tên xác nhận để nhận hai hũ tro cốt. Về số lượng hũ tro cốt, anh Lân nhấn mạnh, tôi thấy sao nói vậy, đếm sao nói vậy, 50 tuổi rồi, không phải thằng con nít mà đếm nhầm. Dưới chân anh shipper còn một đống dây băng keo để ràng 3 lớp hũ tro cốt, nếu bung hình sẽ thấy rõ. Khi hỏi về thông tin số lượng hũ tro cốt từ trại hầm với thông tin từ anh viết không đồng nhất, anh Lân cho biết khi hỏi nhân viên trại hầm còn hốt hoảng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mỗi ngày.